Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Ngọc Trâm. Xin trân trọng kính chúc quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Hôm nay là thứ Năm ngày 17 tháng 10 năm 2019. Mở đầu bản tin hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi tin đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin cho biết có nhiều nông sản Hoa Kỳ sẵn sàng vào thị trường Việt Nam. Theo báo trong nước, Phái đoàn Thương mại Nông nghiệp Hoa Kỳ do ông Ted McKinney dẫn đầu cùng đại diện của 11 tiểu bang, hơn 40 nhà xuất cảng và hiệp hội thương mại Hoa Kỳ đang sang Việt Nam để xúc tiến thương mại quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 tại Sài Gòn và Hà Nội. Ông Ted McKinney cho biết đây là phái đoàn đông thứ 3 từ đầu năm 2019 cho đến nay của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong các chuyến xúc tiến thương mại ở ngoại quốc. Ông Ted McKinney cho hay luôn có danh sách những doanh nghiệp xuất cảng nông sản Hoa Kỳ đang chờ đợi để đi vào thị trường Việt Nam. Nhưng đến nay mới chỉ hơn 30 doanh nghiệp được cấp thủ tục là đủ điều kiện. Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang có những hoạt động hỗ trợ để giúp các doanh nghiệp này rút ngắn thời gian làm thủ tục được cấp phép. Hoa Kỳ đang tập trung bán các loại nông sản, thịt heo, ngũ cốc, những mặt hàng thị trường Việt Nam có nhu cầu cao. Thưa quý vị, Úc sẽ hợp tác với Việt Nam nghiên cứu khoa học. Tin ngày 17 tháng 10 cho biết Việt Nam và Úc sẽ bắt đầu hợp tác về các sáng kiến khoa học, từ nghiên cứu hải sâm tới nghiên cứu ung thư, nhằm chỉ ra cách thức mà đổi mới sáng tạo có thể được sử dụng để mang lại những lợi ích của tăng trưởng kinh tế đến cho nhiều người hơn trong dân chúng. Chính phủ Úc đã tặng hơn 1.6 triệu đô la Úc cho 3 giải thưởng dành cho 3 đội tham gia cuộc thi đua do chính phủ Úc và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đồng tổ chức trong khuôn khổ chương trình đổi mới sáng tạo. Các đội đoạt giải gồm 3 cặp trường đại học, một đại học Việt Nam và một đại học Úc cùng hợp tác để nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học nhận được tài trợ đang nghiên cứu cách sản xuất một hormone mà họ tin là có thể tăng năng suất của việc nuôi hải sâm. Khởi tố vụ nguồn nước ở Hà Nội bị ô nhiễm dầu thải. Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường đối với vụ đổ trộm dầu thải ở đầu nguồn nhà máy nước sạch sông Đà Vivasoco gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của hàng chục ngàn gia dân tại Hà Nội. Đó chính là thông tin được nêu ra tại buổi họp báo để báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ vụ nổ trộm dầu thải ở đầu nguồn nhà máy Vivasoco do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức ngày 17 tháng 10. Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày. Và tại buổi họp báo, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết từ ngày 9 tháng 10, người dân đã phát giác dầu thải đổ vào khu vực suối đầu nguồn tại đường liên xã. Lượng dầu thải này được khẳng định đã chảy vào hệ thống lấy nước sản xuất của công ty Vivasoco. Thưa quý vị, công ty Golden Victory tạm đóng cửa vì bị xì khí độc. Hàng chục công nhân của công ty Golden Victory Việt Nam có trụ sở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã nhập viện nghi do bị ngộ độc không khí. Phía công ty đã ngưng hoạt động để điều tra. Truyền thông trong nước loan tin vào ngày 17 tháng 10 cho biết như vừa nêu. Trước đó vào ngày 14 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân từ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên với các biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở, da xanh, môi tím cùng với nhiều biểu hiện khác. Đến ngày 17 tháng 10, Ban lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thông báo đã có thêm hơn 20 công nhân khác cũng bị ngất và phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện tương tự, nghi là cũng liên quan ngộ độc không khí tại nhà máy. Lãnh đạo tỉnh Nam Định xác nhận đến nay vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu công nhân phải nhập viện vì nhiều công nhân không bị ngất nhưng cũng có nhiều triệu chứng tương tự cũng được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Hơn 4.7 tỷ Mỹ Kim đầu tư giai đoạn 1 sân bay Long Thành. Thưa quý vị, vào chiều 17 tháng 10 tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đọc tờ trình của Chính phủ về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng phi trường quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Phi trường Long Thành giai đoạn 1 gồm một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách, nhà ga hàng hóa 1.2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, các hạng mục phụ trợ. Ủy ban Kinh tế tán thành tăng diện tích sân bay giai đoạn 1 từ 1.165 ha lên 1.810 ha. Kiến nghị chính phủ cần sớm nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 và 3 để đảm bảo cạnh tranh với các sân bay khác trong khu vực. Trong khi đó, có nhiều người dân sống trong vùng bị quy hoạch đã phẫn nộ vì bị cưỡng chế đất. Bà Nguyễn Hai sống tại địa phương cho biết nhà bà Bừng từng bị cưỡng chế. Ông xã của bà từng bị bắt giam vì ráng giữ lại nhà cửa. Gia đình bà đã bị lấy cả ngàn mét vuông nhưng chưa nhận được một xu đền bù nào.
Thưa quý vị, lại có thêm một người dân bị tù oan với cáo buộc chống phá. Vào ngày 17 tháng 10, Tòa án huyện La Rai, tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Huệ 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Huệ đã sử dụng mạng xã hội Facebook với nhiều tên khác nhau để nói xấu lãnh đạo đảng, nhà nước, những người trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc có liên quan đến gia đình của bà. Bà Huệ bị cáo buộc đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của nhiều lãnh đạo và nhà nước. Theo thông tin từ con gái của bà Huệ đã bị công an bắt vào ngày 12 tháng 3. Họ gán tội là đi cấu kết với các tổ chức khác để phá nhà nước. Nhưng người con gái cho biết là bà không có làm như vậy. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã chỉ trích Việt Nam mạnh tay đàn áp các tiếng nói đối lập. Theo thống kê của tổ chức này, hiện Việt Nam đang giam giữ ít nhất là khoảng 133 người vì thực hiện những quyền tự do căn bản. Ân xá quốc tế kêu gọi phản đối việc tù nhân lương tâm bị đánh trong tù. Ân xá quốc tế kêu gọi cần có hành động khẩn cấp bằng cách viết thư gửi đến giám đốc công an tỉnh Bến Tre tố cáo tình trạng tù nhân chính trị, kỹ sư thủy sản Nguyễn Ngọc Ánh bị đánh bất tỉnh trong trại giam. Trong thông cáo báo chí phổ biến vào ngày 16 tháng 10, tổ chức Ân xá quốc tế đề cập về tình trạng sức khỏe của kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh bị thương nghiêm trọng ở đầu và chân sau khi bị tù hình sự đánh đến bất tỉnh vào đầu tháng 10 và không được trại giam cho chữa trị mà còn lại bị đưa vào phòng biệt giam. Tổ chức Ân xá quốc tế còn nhấn mạnh vụ việc tù chính trị Nguyễn Ngọc Ánh bị đánh vừa xảy ra là diễn biến tiếp theo sau nhiều tháng. Người tù chính trị này bị sách nhiễu về tinh thần do hàng ngày bị tù hình sự dọa giết trước sự làm ngơ của ban quản giáo trại giam Bến Tre. Vào tháng 6 2019, kỹ sư nuôi tôm Nguyễn Ngọc Ánh, 39 tuổi, một người hoạt động vì môi trường bị tòa án tỉnh Bến Tre tuyên án 6 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc làm tuyên truyền tài liệu nhằm chống Việt Nam. Thưa quý vị, miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế ngày 25 tháng 11 chưa phê chuẩn người thay, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chương trình kỳ họp thứ 8, trong đó có nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vào ngày 25 tháng 11. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ khai mạc kỳ họp thứ 8 vào ngày 21 tháng 10 và bế mạc vào ngày 27 tháng 11. Công tác nhân sự là nội dung đáng chú ý của kỳ họp dài này. Dự kiến vào ngày 25 tháng 11, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý là chương trình kỳ họp thứ 8 được Tổng thư ký Quốc hội dự kiến cho đến nay không có nội dung Quốc hội xem xét về chuẩn người mà thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Như vậy, rất có thể Thủ tướng Chính phủ, theo thẩm quyền được pháp luật cho phép, sẽ giao một người giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị miễn nhiệm. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Cộng sản Việt Nam đã thiệt mạng vì ngã từ tầng cao. Một thứ trưởng của Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam, ông Lê Hải An, 48 tuổi, vừa thiệt mạng vì ngã từ tầng cao ngay tại trụ sở làm việc của cơ quan này vào ngày 17 tháng 10 ở Hà Nội. Các báo tại Việt Nam đưa tin về cái chết của ông rất mơ hồ. Báo riêng dẫn nguồn Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam cho biết ông An qua đời sau khi ngã từ tầng 8 của tòa nhà tại trụ sở Bộ. Trong lúc báo Tuổi Trẻ và một số báo khác chỉ ghi chung chung ông qua đời vì ngã từ tầng cao. Ông Lê Hải An là một trong số 3 thứ trưởng của Bộ Giáo dục Đào tạo dưới quyền Bộ trưởng là ông Phùng Xuân Nhạ. Truyền thông tại Việt Nam cho biết ông Lê Hải An vào tháng 2 2019 đã giữ chức Bí thư Đảng bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020. Và như vậy, ông An là ứng cử viên sáng giá đã thay thế ông Phùng Xuân Nhạ trong chức vụ Bộ trưởng trong thời gian rất gần. Thưa quý vị, Trung Hoa cho tàu ngầm nổi lên giữa các tàu cá Việt Nam ở Biển Đông. Nhiều ngư dân Việt Nam gần đây đã rất kinh ngạc khi thấy một tàu ngầm khổng lồ của Trung Hoa bất thình lình nổi lên giữa các tàu đánh cá của họ. Theo một bản tin của Forbes vào ngày 16 tháng 10, sự việc đã xảy ra từ ngày tháng 9 nhưng chỉ được đưa ra ánh sáng mới đây qua các trang mạng truyền thông xã hội. Chiếc tàu ngầm loại Trinh của Hải quân Trung Hoa trang bị hỏa tiễn đạn đạo được cho là hoạt động gần với quần đảo Hoàng Sa. Bản tin của trang mạng News.com của Úc cho rằng tính năng quan trọng nhất của chiếc tàu ngầm là tàng hình, tức là tàu có thể hoạt động và ẩn mình dưới nước trong nhiều tháng. Do đó mà phải có một lý do đủ nghiêm trọng thì con tàu này bất đắc dĩ mới phải nổi lên dưới ánh mắt soi mói của tàu bè một số nước khác.
Nhà phân tích là Sutton đã nhấn mạnh rằng đây không phải là loại tàu được dùng để đánh đi một thông điệp như để răn đe các đối thủ, bởi vì thông thường các tàu ngầm thường lánh xa tàu đánh cá vì những mối nguy tiềm tàng. Và vừa rồi là chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần tới.